Sở hữu những danh lam thắng cảnh tuyệt mỹ, con người thân thiện, mến khách, hệ thống giao thông thuận tiện, Ninh Bình có sức hút đặc biệt với du khách trong nước và quốc tế. Do đó, ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, các khu điểm trên địa bàn tỉnh đã đón một lượng lớn du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng. Từ sáng sớm, các đoàn khách từ nhiều tỉnh thành trong cả nước đã đến với khu du lịch sinh thái Thung Nham. Với lợi thế phong cảnh hữu tình, thiên nhiên trong lành và nhiều dịch vụ nghỉ dưỡng tiện ích, Thung Nham hiện đang là điểm du lịch hàng đầu được nhiều gia đình lựa chọn khi về với Ninh Bình. Trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 này, khu du lịch cũng đã đưa vào khai thác một số dịch vụ mới cùng nhiều chương trình khuyến mại, ưu đãi, nên 100% các phòng lưu trú đều đã được đặt trước, khách tham quan tăng cao ngay trong ngày đầu tiên. Con người ở đây người ta cũng rất là nhiệt tình, niềm nở, hiền lành. Họ giống rất là tình cảm, mình đến đây họ tiếp đón cũng nồng nhiệt lắm. Đối với lại khu du lịch sinh thái Thung Nham thì dịp lễ mùng 2 tháng 9 thì cũng đã tung ra những cái chương trình ưu đãi dành cho khách hàng. Đối với khách nghỉ dưỡng thì sẽ được tặng gift voucher để mình nhận các cái quà tặng tại khi mà đến check-in tại khu du lịch. Ngoài ra thì đối với lại hai cái sản phẩm combo tham quan cộng với ăn uống trong ngày thì khu du lịch cũng đã đóng gói và tính toán đến những cái giá kích cầu khuyến mãi và tri ân cho khách hàng trong dịp lễ này. Còn tại khu du lịch sinh thái Tràng An, lượng khách cũng tăng cao nhanh chóng. Do có sự chủ động chuẩn bị từ trước nên công tác đón khách đều đảm bảo an toàn thuận lợi. Từ khu vực bãi đỗ xe, điểm bán vé, đón khách xuống đò đều có người hướng dẫn, hỗ trợ, đem lại sự hài lòng và ấn tượng tốt đẹp của du khách. Mình cũng đi du lịch rất nhiều nơi, nhưng mà mình thấy đây là một nơi đón tiếp rất là nhiệt tình. Từ khi vào cổng cho đến các hướng dẫn viên, rồi những cái nơi mà đón tiếp về bán vé cũng thấy con người rất là thân thiện và đúng là điểm đến du lịch đáng để đến. Kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, Ninh Bình dự kiến đón khoảng 100.000 lượt khách. Bình quân mỗi ngày các khu điểm đón khoảng 15.000 đến 20.000 lượt khách. Những ngày cao điểm nhất là ngày mùng 2 tháng 9 và mùng 3 tháng 9 có thể vượt hơn 20.000 lượt khách. Bên cạnh được tham quan những danh lam thắng cảnh đẹp, du khách còn được thưởng thức ẩm thực địa phương tinh tế, độc đáo. Chúng tôi cũng có sự chuẩn bị sẵn sàng để tiếp các đoàn khách và cũng chuẩn bị một số các món ăn dân dã đồng quê để đưa đến cho khách hàng những món ăn mà ngon nhất ấy. Ví dụ như là thịt chưng mắm tép, cá rô tổng trường và những cơm cháy. Đây là những cái món ăn mang lại những cái trải nghiệm rất tốt cho du khách khi về tham quan Ninh Bình và để lại những ấn tượng rất là sâu đậm. Để đảm bảo đón khách chu đáo, an toàn, ấn tượng trong dịp nghỉ lễ, Sở Du lịch đã đôn đốc các khu điểm du lịch, các cơ sở lưu trú, nhà hàng, chuẩn bị tốt các yêu cầu về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, chỉnh trang cảnh quan môi trường. Đặc biệt, chú trọng đến tinh thần thái độ phục vụ nhằm xây dựng văn minh du lịch, khẳng định thương hiệu của Ninh Bình đối với du khách trong nước và quốc tế. Chúng tôi đã phối hợp và hỗ trợ cho các doanh nghiệp tổ chức các lớp đào tạo ngay trước cái dịp nghỉ lễ khoảng 2 tuần. Tập trung vào các cái nội dung như là nghiệp vụ lễ tân, rồi buồng bàn ba, rồi cái ứng xử của người dân với cái khách du lịch, ứng xử của những người lao động tại các khu điểm du lịch với khách du lịch. Thế thì những cái sự chuẩn bị về nhân lực như này nó giúp cho cái việc chúng ta đón tiếp khách ở các khu điểm du lịch được chú đáo và tốt hơn. Lượng khách tăng cao được xem là tín hiệu vui, thúc đẩy các khu điểm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách cho 3 ngày còn lại của kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9.